Dạ, và em kính thân mến chào toàn thể cô dì chú bác đang xem kênh Kim Quân Cơ Giới VN. Hôm nay là chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2024. Thì em Kim gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cô dì chú bác có một ngày mới tràn đầy năng lượng và thật nhiều yêu thương nha. Và sau đây là em sẽ review sơ bộ cái dòng sản phẩm mà SK135SR-1E giá chỉ có 5 đồng tư mà em Kim vừa mới chốt ngày hôm qua. Thì chiều ngày hôm qua là có mấy anh khách ở miền Tây, cụ thể là ở Long An nha, thì ảnh có đến kho nhà em và test máy và đã chọn cho mình được một cái sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là phù hợp với công việc. Đấy, thì sản phẩm này cũng như là em Kim thông báo từ trước là em Kim đã sale là 550 rồi. Đấy, nhưng mà anh chị cô dì chú bác nào không cần bảo dưỡng lọc lượt nhớt máy đồ đó thì em sẽ giảm xuống 10 triệu. Thì như ngày hôm qua là em và anh khách đã chốt theo một cái gói là 540. Thì hiện trạng của em nói như thế này. Và bây giờ là em sẽ quay chi tiết sơ bộ cho anh chị mình xem, thử xem cái dòng sản phẩm 540 nó sẽ như thế nào nha. Và bây giờ là mời cô chú anh chị mình cùng em Kim khám phá. Dạ vâng, đây là cái phần gào của em nó. Thì gào này, gào rim của em nó còn rất là đẹp nha. Đấy, em này nó đang sử dụng là 5 răng. Đấy, 5 răng chốt ngang. Nhưng mà anh trai ở miền Tây á, thì ảnh cần hàng lại cho chết luôn. Kéo ăn gào mình cho nó chết, đừng có bị rụng răng trong cái quá trình mà làm việc đấy. Thì bên em sẽ lấy sắt. Đấy, lấy sắt hàng hết xung quanh luôn. Nói chung là hàng cho nó cứng nhắc luôn á. Đấy rồi, đang cái này là hỗ trợ nha, là do khách hàng đã đến mua hai lần rồi cho nên là em cái này là em hỗ trợ. Còn về vấn đề nhớt máy lọc lượt các cái là không có bảo dưỡng bất cứ cái gì hết, nói chung để gì là kéo luôn. Mà xe thì em thấy nó cũng khá là tôm tắt rồi, không có cần phải bảo dưỡng chi tiết gì nữa đâu. Đấy, đây là em quay cho anh chị mình xem nè, 5 đồng tư nè đó. 5 đồng tư là mình sẽ sở hữu được một cái chiếc xe như thế này rồi. Đấy, còn chần chờ gì nữa mà không gọi ngay cho em Kim để em Kim có thể tư vấn những cái dòng sản phẩm tương tự nha. Bên nhà em á, lưu ý giúp dùm em là em còn một mớ bên này cũng sale đồng giá là 550. Nếu như anh chị nào không bảo dưỡng giống như khách hàng này thì giá vẫn là 540 nha. Đấy, như máy móc nè đó, khô ráo sạch sẽ chưa, này là về chỉ có việc làm thôi. Đấy, công tắc nè, bơm nè đó, cabin ca bọng nè. Đấy, khá ok ha. Rồi đó, đó là hình ảnh chi tiết cụ thể của cái chiếc máy đào 540. Đấy, vậy thì anh chị nào mà cô dì chú bác quý đầu tư nào mà chuẩn bị đầu tư vào cái chiếc máy đào này á như thế này á, thì liên hệ cho em nha, bởi vì em còn 1, 2, 3, 4, 5 khoảng tầm khoảng 5 chiếc nữa nha. Đó, còn 5 chiếc 135 vẫn đồng giá là 550. Đó, liên hệ gấp cho em vào số hotline 0966 340 640 nha.